Bởi vì em nghĩ đây không chỉ riêng là câu chuyện của riêng em, mà nó là tiếng nói của rất nhiều các bạn đã, đang và sắp trở về Việt Nam trong thời gian sắp tới. Trước khi trở về thì lúc đó mình tự vấn mình rất nhiều là liệu cái quyết định của mình nó đúng hay chưa? Mình đã cố gắng hết sức hay chưa? Hay là mình đang từ bỏ một cái gì đó mà mình vẫn có thể tiếp tục? Con chia sẻ với mama cũng nhiều lần, con nói là thế hệ 90 của tụi con á là thân lừa ưa nặng. Thích cái gì nó cực. Chứ không có thích cái gì mà nó không an nhàn được. Nó an nhàn, nó không vui. Thì về đây thì trưa mọi người rủ mình đi ngủ trưa, rồi xong sau đó thì sẽ chia team ra, team thì dở đồ ăn theo ăn. Còn có team thì order. Dạ. Yeah. Đó. Rồi xong sau đó thì bắt đầu là tới 2 chiều bắt đầu là cốc ổi mía xoài, trà sữa, kiểu kiểu. Rồi 4 chiều cái bắt đầu ăn xế vô ua rồi này kia mấy kiểu. Cái con mới kiểu well, something different. Có gì đó nó khác. Mà nếu như mà mình chung vào á thì mình quản lý tài chính nó không có giống như cái cách mình quản lý tài chính lúc mà mình còn ở bên nước ngoài. Dạ. Yeah. Nên thành ra mới xảy ra câu chuyện là tại sao bên đây thấy làm mà cũng không có dư, mà cũng không có tiết kiệm được nhiều. Nhưng mà sống chill lắm. Rất chill. Rất chill. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Một tuần nữa đã trôi qua, không biết là câu chuyện tuần rồi chúng ta đã gói ghém lại cảm xúc của mình hay chưa, để tuần này chúng ta lại gặp nhau ở đây và sẵn sàng đón nhận thêm một câu chuyện nữa với một cái tâm rộng mở, với một góc nhìn bình an, không phán xét, không định kiến, không âu lo, để rồi chúng ta có thể nhận thấy những bài học cực kỳ giá trị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với nhân vật của tuần này. Chào em. Chào má, chào ba má. Cho phép hôm nay Quang được gọi cô Tô Nhi A bằng một cái nickname rất là thân mật. Cũng là cái duyên kết nối của cô với lại Quang cách đây cũng mười mấy năm đúng không vậy? Đúng rồi. Thực sự mình cũng bất ngờ khi nhân vật ngày hôm nay ngồi ở đây là Quang. Bởi vì cũng không nghĩ là đến một ngày chúng ta có thể kết nối được để ngồi xuống lắng nghe nhau như thế này. Cách đây 13 năm thì Quang lúc đó là sinh viên của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa gì ta? Khoa quan hệ quốc tế. Khoa quan hệ quốc tế, và bạn ấy là thí sinh đi vào một cái vòng rất là sâu trong một cái cuộc thi, đó là nét đẹp sinh viên toàn thành, đó là vòng chung kết luôn. Và thời điểm đó thì mình được tin cậy trao gửi một cái trách nhiệm là phải quản lý thí sinh, cho nên là cái nickname Mama của mình là được các bạn gọi cho đến bây giờ. Xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên thì cho Minh Quang được phép cảm ơn cô Tô Nhi A đã có lời mời để Quang có thể ngồi đây và chia sẻ với tất cả các bạn trong chương trình Ai Cũng Có Chuyện. Hiện tại thì Quang đang làm giám đốc học thuật cũng như là giám đốc điều hành của một công ty chuyên về đào tạo và cho các bạn sinh viên có mong muốn để đi du học. Quang hãy cho mọi người biết là nếu như phải nói về cái keyword, về câu chuyện mà mình chuẩn bị chia sẻ ở đây, thì em sẽ nói cái keyword nào? Đó là từ trên bên. Một cái tính từ để khái quát hóa một cái câu chuyện của một du học sinh mới trở về nước, gần như gọi là tái hòa nhập lại với đất nước Việt Nam, với môi trường. Đây là một cái nội dung nó hơi ngách một tí. Vì sao? Bởi vì trước giờ chúng ta đã bàn rất nhiều với nhau về câu chuyện sốc văn hóa khi du học sinh từ Việt Nam sang nước ngoài. Nhưng mà ở cái chiều ngược lại, sau khi mà tôi hoàn thành xong một cái giai đoạn học tập, tôi có hoài bão, tôi có ước mơ, tôi có những cái kỳ vọng về nghề nghiệp mà tôi được gieo ở một cái nền học thuật khác. Và tôi phải quay trở về Việt Nam. Có vẻ như ít người đã nói về điều này. Bởi vì em nghĩ đây không chỉ riêng là câu chuyện của riêng em, mà nó là tiếng nói của rất nhiều các bạn đã, đang và sắp trở về Việt Nam trong thời gian sắp tới. Yeah. Vậy thì bây giờ mình sẽ xác định cái điểm đầu của câu chuyện là giai đoạn nào. Trước khi mình chuẩn bị về, mình đã như thế nào? Hay là về tới đây rồi thì câu chuyện mới bắt đầu? Quyết định trở về hay là quyết định rời khỏi cái quốc gia mà mình đã gắn bó một thời gian để tìm một cái chân trời mới, để tìm một cái hướng đi mới. Những cái ngày gần cuối khi mà em chuẩn bị đi về, em vẫn còn nhớ như in luôn. Em để một cái điện thoại, lúc đó là điện thoại cũ, nhưng mà em để ở trước bàn và em tự quay một cái đoạn video của chính bản thân mình
Đó là những ngày gần cuối chuẩn bị quay về Việt Nam. Đúng rồi. Lúc đó là Quang học ở, theo Mama nhớ là ở Úc. Ở Úc, chính xác. Em hoàn thành hai bằng thạc sĩ bên đó. Ngành quan hệ quốc tế và ngành kinh doanh quốc tế. Thì đã có một cái thời gian làm việc ở bên đó cũng gần 4 năm. Trước khi trở về thì lúc đó mình tự vấn mình rất nhiều là liệu cái quyết định của mình nó đúng hay chưa? Mình đã cố gắng hết sức hay chưa? Hay là mình đang từ bỏ một cái gì đó mà mình vẫn có thể tiếp tục? Mình tự mình quay lại để sau này mình nhìn lại xem là à, thời điểm đó mình quyết định như thế nào. Và con khóc trong cái đoạn video đó. Khóc rất nhiều. Khóc như một đứa trẻ mà mắt sưng húp đỏ lên mà không ai thấy hết. Lúc đó con đóng cửa trong phòng. Cái gì đã khiến cho mình phải trăn trở, cân đo đong đếm, đặt lên đặt xuống cho cái câu chuyện về hay là không về? Kết thúc dừng lại hay là đi tiếp thì chúng ta hay nghĩ về những gì mà chúng ta đã bắt đầu. Mình bắt đầu như thế nào? Mình mong muốn cái gì cho cái chuyện đi này? Mình mong muốn điều gì? Cuối cùng mình đã đạt được chưa? Mình đạt được bao nhiêu phần trăm? Thì khi mà mình nhìn lại như vậy nó mới tạo ra được những cái trăn trở tại cái thời điểm đó. Thế thì bây giờ mình sẽ nói về cái kỳ vọng. Sau khi mà mình có cân đo đong đếm cách mấy thì mình cũng đã dừng lại ở cái quyết định là mình sẽ quay trở về. Thế thì cái lúc mà mình nghĩ rằng là mình sẽ quay trở về thì em dự kiến ở trong đầu của mình, em ước đoán ở trong đầu của mình những cái gì sẽ diễn ra cho cái lần trở về này? Thật ra giai đoạn đó là một cái sự gọi là quyết định cũng táo bạo và bất ngờ. Nó không nằm trong một cái kế hoạch nào cả. Gần như rằng số đông các bạn du học sinh, các bạn đi du học thì các bạn sẽ có một cái mong muốn là tìm một cái cơ hội để học tập, làm việc, sinh sống lâu dài ở tại cái đất nước đó. Phải cố gắng để bù đắp lại những gì mà mình đã đầu tư. Đó là một cái nhu cầu rất chính đáng thôi. Đúng. Mình cũng đã lên một kế hoạch rất cụ thể và rõ ràng, từ việc gọi là giấy tờ rồi cả luật sư, cả mọi thứ để chuẩn bị cho mình một cái bộ hồ sơ nộp xin ở lại. Và con cũng đã có được bảo lãnh tại thời điểm đó rồi. Tuy nhiên thì cuộc sống thì nó có những cái gọi ngã là ngã rẽ bất ngờ. Trước cái ngày mà con bắt đầu là hồ sơ luật sư chuẩn bị nộp lên trên bộ di trú thì đêm hôm đó thì bộ di trú đổi luật. Yeah. Ngủ một đêm tới sáng là thế cuộc thay đổi hoàn toàn. Có nghĩa là một ngày hôm trước là mình vẫn ung dung, à ok, ngày mai ngày mốt mình nộp hồ sơ, chuẩn bị ngồi nhịp dò là bắt đầu là được xét duyệt này kia các kiểu. Không, cuộc sống nó không như vậy. Lúc đó con chưa nghĩ về Việt Nam đâu. Lúc đó con nhìn tới một cái quốc gia khác, một cái đất nước khác mà trước đây con đã từng bỏ lỡ cái duyên. Đó là nước Canada. Dạ. Yeah. À, thôi, cuộc đời tuổi trẻ của mình không có thể nào mà mình cứ một cái cuộc sống nó quá yên bình ở nước Úc này như thế này được. Mà mình không đạt được tới một cái mục tiêu. Thì thay vào đó thì mình thử một cái đất nước mới. À, thì lúc đó thì con mới quyết định là thôi, rồi, bây giờ về. Về Việt Nam, thứ nhất, thăm gia đình, thăm bạn bè. Xong rồi mình sẽ tiếp tục mình đi Canada. Chứ mình sẽ không ở lại Việt Nam. Yeah. Tại vì đây là cái tâm lý chung thừa nhận đó các bạn. Cũng theo kế hoạch thì về Việt Nam, xong rồi đi Canada một chuyến là 3 tháng. 3 tháng một mình rong ruổi như là mình tận hưởng những cái tháng ngày mà sau cái thời gian mình đã ở một quốc gia A rồi. Gọi là vừa du lịch rồi vừa khám phá, thì đồng hành với đó là tìm kiếm những cơ hội bên kia. Và đúng thật sự thời điểm đó thì con ở Canada thì con cũng đã tìm tới luật sư và di trú ở bên đó để gọi là nộp vào cái chương trình Express Entry tại thời điểm đó là cái chương trình dành cho du học sinh quốc tế hoặc là những talent quốc tế có thể là định cư tại Canada. Là đã mở hồ sơ rồi, là chờ hồ sơ được và xét duyệt cũng rất là nhanh tại thời điểm đó, 6 tháng 1 năm thôi. Tại cái thời điểm còn ở Canada thì anh chị họ đã đặt vấn đề là con có muốn ở lại không? Các anh chị sẵn sàng support, hỗ trợ để con tiếp tục ở lại đi học và tìm kiếm những cái cơ hội bên này. Tuy nhiên thì lúc đó thì trong đầu mình nghĩ một điều rằng là mình xa nhà cũng lâu rồi. Tại vì bất cứ một cái quyết định nào tại thời điểm đó thì đều đồng nghĩa với việc là mình sẽ phải gắn bó một cái thời gian khá là dài. Và cho dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng sẽ không quay về được. Thôi về trước đi. Cơ hội thì mình nghĩ là nó cũng vẫn ở đó đấy. Thì mình về vài tháng thôi mà. Cho có cái sự gắn kết lại với gia đình. Lỡ ông bà có gì đó thì mình cũng không hối hận. Thì đó là cái con nghĩ. Xong sau đó thì con cũng quyết định về. Con chia sẻ với mama cũng nhiều lần, con nói là thế hệ 90 của tụi con á là thân lừa ưa nặng. Thích cái gì nó cực.
chứ không có thích gì mà nó không an nhàn được, nó an nhàn, nó không vui. Nên thành ra thì cái chuyện ví dụ ngồi nhà rồi ôm luyện tiếng Anh rồi đi thi nó không hết thời gian. Cũng có chị bạn hồi xưa cũng học ở Úc cùng thì rủ là thôi Quang ơi bây giờ thời gian em rảnh, em có thời gian thì thôi qua bên công ty làm. Vừa có cơ hội học tiếng Anh, vừa cũng đi làm có thêm chút xíu thu nhập. Trong cái quá trình thời gian mình chờ đợi mình đi thì đó là một công ty cũng về giáo dục, về tư vấn du học, cũng hợp lý đó. Thì nghe mình cũng thấy cũng hợp lý đó, tại vì mình cũng tận dụng được những gì mà mình đang có và phục vụ cho cái công việc đó. Thì công việc đầu tiên gọi là một người mentor đồng hành để giúp cho các con có thể gọi là xin được học bổng hoặc là xin được thư nhập học của các trường đại học nước ngoài. Thì nó quá đúng với chuyên môn của mình rồi, chứ còn gì nữa. Mình gần như là không cần phải có thêm những cái kiến thức mới, một cái lĩnh vực mới, mà gần như là nó thuộc cái phạm trù là chia sẻ những gì mình đã có. Thì con mới nói là ê, hình như cái công việc này nó cũng đo đi đóng giày mình hay sao. Mình cũng vừa được có thu nhập mà vừa được tiếp xúc với các em, vừa được chia sẻ câu chuyện, và mình cũng đã từng làm rồi. Đấy, thì thành ra thì làm là đi làm mà con không có điêu lương. Nó còn kiểu là đem tâm hồn đẹp, đem đi tâm làm. Hồn đẹp, chuẩn bị một tâm hồn đẹp đó, một ngoại hình cũng xinh xắn đẹp để đi làm thôi. Mình cũng không biết mình gắn bó bao lâu rồi. Cái anh chị trả nhiêu trả? Dạ trời ơi. Rồi cuối cùng là mình cười vậy đó, mình cười duyên dáng vậy thôi. Dạ, mà trong khi đó thì người ta cũng bất ngờ lắm chứ má. Kiểu giống như là đi về thứ nhất hai bằng thạc sĩ ở một cái trường cũng danh tiếng ở Úc, xong sau đó vậy? Nó là đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, mà xong sau cái buổi nói chuyện phỏng vấn và điêu lương đó, hai bên đều bất ngờ. Con cũng bất ngờ, bên kia cũng bất ngờ, kiểu là tuần sau là đúng thật sự là thứ sáu phỏng vấn, thứ hai đi làm. Nên thành ra là mình cứ lao vào công việc một cách nó y như một con thiêu thân vậy đó, làm để mình biết coi nó là cái gì. Rồi xong sau đó thì cũng với cái tâm lý là duy trì mà. Chứ đâu phải gọi là mình phải cố gắng học hỏi đào sâu này kia các kiểu, không chỉ riêng con đâu. Mà gần như các bạn du học sinh sẽ gặp phải, cho dù bạn có cố gắng để các bạn tìm những cái kết nối với Việt Nam trong cái quá trình mà bạn đi du học, thì không là yếu tố công nghệ cũng là yếu tố gọi là kết nối, nó sẽ mất đi rất là nhiều. Từ những nhóm bạn cũ, từ cách nói chuyện, từ cách những cái câu chuyện mình chia sẻ với nhau, nó cũng khác hẳn đi rồi. Ai rồi cũng khác. Vâng, thì con cảm thấy là trong suốt 5-6 năm con rời khỏi Việt Nam thì Việt Nam cũng thay đổi rất nhiều. Yếu tố xã hội, cả về cái sự phát triển rất là nhiều thứ. Xe ôm công nghệ nè, đặt đồ ăn ở bên kia thì ít lắm, nó cũng vẫn có đi nhưng mà nó không có quá phổ biến. Xong rồi về đây gần như là mình học lại hết. Mình học vậy lại tính ra là từ... dịch vụ ở Việt Nam nó ngay lập tức nó nhiều hơn, đúng không? Là đúng. Người Việt vẫn đang rất hạnh phúc với cái việc được hưởng nhiều dịch vụ. Đúng. Dĩ nhiên hưởng phải trả tiền nha, hưởng phải trả tiền đó là chuyện bình thường rồi. Từ việc gọi là văn hóa văn phòng, văn hóa công ty, mình không quen với cái đó. Thì đồng nghiệp có thân thiện với em không? Maybe là may mắn, tại vì trong cái môi trường đó cũng là một môi trường mà các bạn bè đồng nghiệp cũng đã từng là du học sinh, hoặc là sếp quản lý trực tiếp, thì cũng cho mình cái cảm giác ngay từ ban đầu là được, có cái sự được. Thích nghi. Nhưng mà chắc chắn trong cái quá trình mình ráp cái mảnh ghép của mình vào trong cái nhóm và trong cái team này nè, vào trong cái văn hóa này nè, nó có rất nhiều những cái sự trúc trắc trong đó. Giả sử như con nói về văn hóa ngủ trưa, ở bên đó con không có ngủ trưa mà con nè, cũng là do con không ngủ trưa hay do người ta bên đó không ngủ trưa? Con thấy bên đó người ta không ngủ trưa luôn. Là con thật, con cũng thấy người ta không ngủ đúng trưa rồi. Vậy đi thì về đây thì trưa mọi người rủ mình đi ngủ trưa, thì rủ mình đi ngủ trưa, mình không quen cái đó. Nó rồi xong sau đó thì sẽ chia team ra, team thì dở đồ ăn theo ăn, còn có team thì order. Dạ đó. Rồi xong sau đó thì bắt đầu là tới 2 chiều bắt đầu là cốc ổi mía xoài, trà sữa kiểu kiểu. Rồi 4 chiều cái bắt đầu ăn xế vô ua rồi này kia mấy kiểu. Cái con mới kiểu well, something different. Có gì đó nó khác. Nó khác quá. Mà bây giờ nếu như mà mình không chung á, thì mình thấy là mình bị cô lập, mình bị tách ra. Mà nếu như mà mình chung vào á, thì mình quản lý tài chính nó không có giống như cái cách mình quản lý tài chính lúc mà mình còn ở bên nước ngoài. Dạ. Nên thành ra mới xảy ra câu chuyện là tại sao bên đây thấy làm mà cũng không có dư, mà cũng không có tiết kiệm được nhiều. Nhưng mà sống chiêu lắm. Rất chiêu. Rất chiêu. Thành ra chắc thì mình không đáp ứng được văn hóa công ty.
Ừ, đúng, lúc đó thì thật ra là mình vẫn phải cố gắng suy nghĩ làm cách nào đó nó để nó giữ được cái quan hệ đồng nghiệp và những cái giá trị mà mình đã tạo dựng trước đó. Không biết các bạn có đồng cảm và chia sẻ hay không, nhưng mà đối với các bạn du học sinh về nước thì gần như cuộc sống và trải nghiệm nó làm cho các bạn đâu đó sẽ có một cái phần nó hướng nội cái cá nhân á. Con thấy là những cái gọi là cái những cái mà nó liên quan về vùng cái tiêu chuẩn cá nhân, vùng an toàn của mình, đúng rồi, cái vùng thoải mái mà mình đặt ra là à ok, cái này thì quyền riêng tư của mỗi cá nhân, thì cái nào thì mình chia sẻ còn cái nào thì không. Thì về đây thì con bị sốc văn hóa ngược, con lại thấy có những cái câu chuyện con cảm thấy là đáng lẽ mình không có nên share, không có nên nói, hoặc là không có nên chia sẻ, cũng như là không nên bàn luận, thì các bạn cũng lại mang ra. Và có những cái nó thuộc về cái gọi là cái quyền riêng tư cá nhân của con thì các bạn cũng lại muốn biết, thì nó hơi kỳ, bị ngược. Cái phản ứng nó phải giống với người ta, ví dụ như là mình lỡ đụng chạm, mình lỡ sai gì đó, oops sorry là cái kiểu đó, thì bây giờ con cũng vậy luôn, chứ con cũng phải là kiểu gì ê xin lỗi thì nó khác nhau rồi. Nó nên thành ra là đúng, thật sự là giai đoạn đó là nó có rất là nhiều những cái trăn trở của mình, bởi vì Quang không có chuẩn bị một cái cuộc sống lâu dài ở nơi đây. Đúng, gọi là cái nỗ lực trong hành động, trong tiềm thức của em, trong nói chung trong mọi thứ, thì em đều xác định rằng là dù cho đang làm việc thì nó cũng chỉ là một giai đoạn ngắn hạn. Đúng. Và tôi đã đầu tư cho một cái hành trình phát triển bản thân sau này ở một quốc gia khác rồi, từ sớm rồi. Và chính cái điều này nó làm cho em vẫn có một cái phần thôi thúc từ bên trong á, là một mặt vẫn biết là mình phải để cho trời yên biển lặng, mình vẫn phải tôn trọng cái đấy. Nhưng em không có xu hướng mạnh mẽ trong câu chuyện là mình thay đổi để mình thích mình nghi, được đón nhận, mình thích nghi. Đúng rồi. Bởi vì em vẫn còn có một cái kế hoạch khác lớn hơn, ổn định hơn trong đầu là ôi mình sẽ go out thôi, mình không có ở đây. Đúng rồi. Thì rồi thành ra sao là cái đỉnh điểm để phải đón nhận cái sự mâu thuẫn và đụng độ đó, nó tạo ra cho em cái khó chịu mà được coi như là nó thực sự là vấn đề đến mức nào. Sau khi em bắt đầu công việc đó đâu đó tầm khoảng 3 tháng thì tốc độ phát triển của mình á thì nó cũng lại nhanh. Nên thành ra thì không quá khó khăn để trong vòng 3 tháng thì con có thể lên được vị trí team leader. Và lúc đó là bắt đầu trách nhiệm nhiều hơn, quản lý một team nhỏ của mình ở dưới, và số lượng học sinh nó cũng tăng. Những người bạn đồng nghiệp trước tìm công việc mới chẳng hạn, hay là có một cái cơ hội khác, thì mình lại tiếp nhận cái số lượng học sinh của các bạn để lại. Thì từ một nhóm 5-10 học sinh ban đầu, xong sau đó thì tăng lên thành 30 học sinh, cho tới một cái giai đoạn là 60+ học sinh là của riêng một mình con, và nguyên một cái team của con là có thêm mấy bạn mentor khác ở dưới nữa, thì tổng số lượng riêng của team là 120 bạn. Nó sẽ nằm ở cái mức độ là khi mà con được tiếp xúc với những cuộc đời, những ước mơ, cái sự phấn đấu, những cái sự hiếu học của các bạn, thì con lại tìm thấy mình trong đó. Cũng đã từng có một cậu học sinh cũng mong muốn có một cái ước mơ để đi du học như các bạn nhỏ bây giờ. Xong sau đó thì từ từ mình mới bắt đầu mình nhận ra là à có phải chăng rằng là công việc này mình cũng đang làm tốt, và mình cũng đang mang lại rất là nhiều những giá trị cho các bạn. Tôi đang gánh những ước mơ đây, tôi đang là người đi xây những ước mơ cho các bạn. Và vô tình nó crash với lại cái câu chuyện tìm một cái cơ hội định cư ở đất nước mới là Canada. Thì lúc đó nãy con có kể cho má nghe một cái chi tiết là lúc đó các anh chị họ của con ở bên đó đã mong muốn giúp đỡ cho con, và họ cũng sẵn sàng đầu tư để con có thể là tiếp tục đi học bên đó và tìm một cái cơ hội định cư. Không phải ai cũng được như vậy. Các anh chị con cũng nói như vậy, và thậm chí cả cô hai con cũng nói như vậy. Mày là đứa rất may mắn, và thậm chí rằng sẵn sàng là cái nhà hàng của các anh chị run á, hai vợ chồng làm hơn 20 năm một cái nhà hàng sushi, và lúc mà con qua bên đó thì con cũng được vào bếp và con cũng đã được học. Để các anh chị nghĩ rằng là vài tháng nữa nó qua thì nó tiếp quản nó làm. Mình được thì một trợ cơ hội rất là nó nhiều. Quá tốt rồi. Con nói thật sự, bản thân mình xuất thân từ một gia đình không phải khá giả, từ gia đình nông dân, thì mình đâu có một cái gì gọi là có sẵn từ nền tảng của bố mẹ đâu. Mà đây là anh chị họ của mình cho mình như vậy, nó hoàn toàn một người nào không đó không có bàn gì nữa chứ. Nó không có bàn cái gì nữa, và nó để sẵn để mình chỉ qua thôi. Thì mình nói là giữa một ước mơ và giữa cả trăm ước mơ này thì mình chọn cái gì đây. Khi mà mình quyết định và cái cuộc gọi qua bên kia để xin lỗi anh chị, để từ chối cái cơ hội đó là một cái lần mà con đau nữa. Mọi người đang ủng hộ mình rất nhiều, cơ hội của mình luôn. Mình có cảm giác phản bội? Có luôn, rất là day dứt là
nếu như mình không về, mình ở lại ở bên đó là yên ổn, là lúc đó là đã vừa đi học vừa đi làm vừa có nhà hàng tiếp quản, tất cả mọi thứ nó quá đẹp rồi, một cái kịch bản như mơ của một cái đứa mà mong muốn được định cư, đúng không chị? Tự nhiên đi về đó. Rồi xong bây giờ gánh ước mơ do mình biết thôi chứ không phải là người ta nói là mày nói một cái câu chuyện quá vĩ mô hay là mày gánh ước mơ này kia, ai biểu ai mướn. Đúng rồi, đúng không? Với những cái bạn đang trên hành trình học tập, ở đây mình không nói là mình học giỏi hơn ai hay là mình có thể chỉ đúng đường, nhưng mình phải hiểu rằng là các bạn ấy đang dùng mình để kẻ đường mà. Dạ đúng. Thế mình thì đúng là mình chỉ là cây thước thôi. Vâng. Nhưng mà không có cây thước thì không có cây này thì lấy cây khác, nhưng mà tự nhiên mình hiểu rằng cái sứ mệnh của mình nó có chứ không phải là không. Vâng. Thì đúng, thật sự là trong giai đoạn đó, khi mà sau cái cuộc điện thoại để báo với các anh chị về cái quyết định cuối cùng của mình là như vậy, thì lúc đó gần như là con đã đổ hết tất cả quyết tâm để ở lại Việt Nam cho cái thời gian đó. Lúc đó mới quyết định là bây giờ phải hòa nhập, cố gắng sống thật sự như là một người sống ở Việt Nam, chứ còn không có nghĩ tới cái chuyện gọi là nó bị lăng tăng nữa. Phải chánh niệm lại cái đoạn này. Đúng. Có nghĩa là phải ở đây rồi, tập trung ở đây rồi, chứ không có cái câu chuyện có nghĩa là thân xác ở đây mà hồn tựa nơi nào nữa. Đúng rồi. Diễn biến sau đó nó thế nào? Diễn biến sau đó thì gần như đúng, thật sự con trở thành một người đi làm thực thụ ở Việt Nam, có nghĩa là giống như những bạn bè khác mới vừa tốt nghiệp. Thích nghi và tốt có hơn. Một cái công việc đầu tiên. Thì công việc đầu tiên đối với một cái bạn freshman mới vừa ra trường là như thế nào? Là ok, là làm việc hết mình, là học hỏi mọi thứ, là kết nối với những người xung quanh, là tìm những cơ hội trong những cái tia sáng nhỏ nhất. Đó là cái cách con suy nghĩ tại thời điểm đó. Những cái ý thức gọi là sau này các bạn hay chia sẻ gọi là à, tại sao tôi sống ở nước A, nước B, những nước Bắc Âu, những nước châu Âu, những nước Bắc Mỹ, vân vân, work-life balance. Các bạn hay dùng một cái khái niệm đó để excuse cho cái việc gọi là tôi làm như đó thôi là đủ rồi, cuộc sống tôi là như vậy. Thì chắc chắn là trong những cái buổi dạy của con sẽ phân tách ra nhiều những cái khía cạnh để cho các bạn học sinh hiểu đúng về khái niệm work-life balance. Nó như thế nào, có nghĩa là sống và làm việc có một cái sự cân bằng. Và thật ra tại thời điểm đó mình bỏ qua cái yếu tố đó để mình làm gì, để mình tìm được những cái thành công đầu tiên. Tại vì bây giờ rõ ràng xác định đi làm là phải có một cái thành tựu, chứ không có thể nào đi làm mà như những cái ngôi sao mà nó mập mờ thì nó không hay. Em biết tại sao cái show này nó tên là Ai Cũng Có Chuyện không? Là tại vậy đó. Có nghĩa là mọi người nói là tôi làm vậy và tôi mơ ước một cuộc đời là làm chi cho nhiều và nó phải như thế, phải cân bằng sống một cuộc đời này kia nọ. Nó không sai về tuyên ngôn. Đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cái người mà họ tuyên ngôn cái điều đó là đời của họ nó rất là dễ dàng. Ai cũng có chuyện hết á. Đúng rồi. Họ nói cái điều đó là cái họ hướng tới. Vâng. Nhưng mà để giữ được sự cân bằng đó, họ sẽ phải có sự đánh đổi nè. Họ sẽ phải có sự lựa chọn nè. Đúng rồi. Họ cũng sẽ phải có sự từ bỏ nè. Và chính họ mỗi ngày cũng phải có những cái hành động rất là cụ thể để giữ được cái sự cân bằng đó. Vâng. Chứ tụi mình đâu có phải là AI đâu để nói là bây giờ tôi coding rồi, tôi enter cái lệnh cái, tôi cài cái lệnh đó một cái là xong. Thế thì quay trở lại là đi làm. Thế thì chuyện của mình lúc này là chuyện là tập trung vào sự nghiệp, là cái câu chuyện mà học hỏi không ngừng. Là cái câu chuyện là đón nhận sự nghiệp này như một dạng sứ mệnh. Cảm giác lúc đó hạnh phúc chưa? Lúc đó là đã cảm thấy rằng là tôi xác định được con đường đi rồi đó, là mình đỡ lăng tăng, mình đỡ có cái cụm từ như ban đầu mình nói đó là cái sự chênh vênh, cái sự không biết bấu víu vào ai, không biết như thế nào ra làm sao, có những câu chuyện không thể kể được cho gia đình với vai trò là một người trưởng thành. Đúng. Đó, rõ ràng là như vậy. Mình cũng không muốn ba mẹ phải bận lòng, bận tâm. Chia sẻ với các bạn, đúng thật sự là các bạn ở những môi trường các nước phương Tây vân vân thì cái người ta hay nói là ăn cơm tàu ở nhà Tây mà, đúng không? Thì như vậy thì cái gần như là mọi sự đầy đủ trong một cái không gian là nó phải có. Cái cách mà con xử trí lúc đó là con phải làm cho cái không gian sống của con nó phải giống như bên kia, để con cảm thấy nó... Mình tìm kiếm cái sự quen thuộc về vật nó lý. Nó quen thuộc về vật lý, để cho mình cảm thấy nó yên ổn trước cái đã, rồi từ từ cái mình chi tiêu cho nó phù hợp. Mình lúc đó mình mới suy nghĩ tới chuyện tiết kiệm này kia do cái cách mình chi tiêu thôi. Thì đó là một cái tip để cho các bạn có thể là vượt qua cái giai đoạn đó chút xíu. Thực ra cái tip này nó đúng về mặt tâm lý. Tại vì sự gọi là cái sự an ổn từ bên trong, từ yếu tố cảm xúc, nó đến từ
những cái ghi nhận trực quan, giác quan của chúng ta phải làm việc và được ghi nhận những cái thông tin mà nó quen thuộc trước đó để tôi không tạo ra những cái gọi là những cái thông tin mới một cách bất ngờ để rồi não bộ phải tốn năng lượng để xử lý trong cái điều kiện phản xạ là cái gì thế để rồi lại có thể bị rơi vào tình trạng căng thẳng. Keyword trên bên đó khi mà mình đi qua nó tạm thời đến thời điểm này, nếu như cần phải nhìn nhận ra là cái điều kiện nào hoặc là cái yếu tố nào được coi là cái yếu tố mà Quang thấy nó chính là vũ khí để mình có thể đi qua được, đi xuyên qua được cái sự trên bên đó. Thứ nhất nó cũng có hai yếu tố như mình hay nói là điều kiện cần và đủ á. Đầu tiên là mình phải có cái ước mơ. Ước mơ ở đây mình khái quát nó thành những cái mà mình nghĩ ra được, mục tiêu cụ thể mình tưởng tượng ra được. Mình phải tưởng tượng ra là mình là ai trong bao nhiêu thời gian đó. Ví dụ như sau một năm tôi sẽ là ai, giống như là lúc mà con dẫn dắt các smart goals. Đúng, smart goal đó, SM mình cũng dạy trên các lớp mình có hay nói mà, thì nó là như vậy, là mình phải tưởng tượng ra được, mình hình dung ra được cái bản thân của mình nó, và mình phải nghĩ ra được nó nha. Đúng rồi, nghĩ ra được nó trước, xong sau đó cái thứ hai là cái muốn và dám. Muốn là một chuyện nhưng mà có dám làm hay không là chuyện khác. Và bản thân con cảm thấy là lúc nào con cũng có cái đó, có nghĩa là mình nghĩ ra xong là mình dám làm luôn. Bằng chứng là những cái câu chuyện vừa rồi về đi châu Âu, về này về kia, nó xuất phát từ cái chữ dám á. Cái nền để đặt lên trên đó chữ dám và chữ muốn, nó chính là tri thức. Đúng. Thực ra em đã muốn và em đã dám bởi vì em biết cái đó là cái gì. Mà em muốn biết thì em phải có tri thức. Đúng. Em tại sao em dám? Bởi vì em tiên liệu được là tệ lắm thì sao? Tệ lắm thì vậy nè. Vậy thì cái gì đã cho chúng ta khả năng tiên liệu cũng là tri thức. Đúng. Tới thời điểm bây giờ thì như con chia sẻ với má là con học mỗi ngày. Con đi tắm trong nhà tắm là con vẫn nghe TikTok, con vẫn kéo TikTok của má con nghe. Như một dạng nghe kinh. Và rất vui, có nghĩa là con nghe nhiều kênh lắm. Mình thẩm thấu tri thức, mình thẩm thấu những góc nhìn. Nên thành ra là mình học liên tục nó là như vậy. Nhân tiện cái chuyện mà Quang nói là mở TikTok rồi cứ để chế độ cuộn tự nhiên đó, rồi mình cứ tắm thôi, việc của mình là tắm, tay của mình là nghe. Thì cũng có thể có bạn sẽ nói là sao TikTok của em mở lên toàn ra ma không à, TikTok của em mở lên toàn là gì đâu không à. Thì các bạn lưu ý á, nó đang phản ánh cái lịch sử tìm kiếm của các bạn. Nó đang phản ánh cái thói quen sử dụng mạng xã hội của các bạn. Tại vì AI nó tính trên thuật toán mà, người ta đã tính toán để coi là bạn đã dừng lại ở những nội dung nào, để nó tính cái câu chuyện là đề xuất những nội dung tiếp theo. Như vậy thì vấn đề đây không phải là do mạng xã hội, vấn đề không phải là do cái new feed, nó toàn là những thông tin mà bạn thấy nó không có giá trị, mà vấn đề là bạn đã chủ đích cài đặt để AI xử lý cái lệnh tìm kiếm như thế nào. Hãy chủ đích search trước. Bạn muốn biết về tri thức thì bạn search trước. Kiến thức về vật lý, kiến thức về vũ trụ, kiến thức về nhân sinh, kiến thức về tâm lý, kiến thức về y học. Đúng. Bạn cứ thực hiện cái hành động tìm kiếm trước đi. Xong rồi khoảng chừng vài lần thôi là tự động cái newfeed của mình nó được xuất hiện đúng với cái mong cầu phát triển bản thân của mình. Mình xài phương tiện chứ đừng để phương tiện nó thao túng ngược lại mình. Vậy thì khi mà em hình dung là mình muốn được nói về sự trên bên, nói về hành trình trở về, mình muốn được nói về cái lát cắt đấy trong cuộc đời của mình, thì cái thông điệp được coi là cốt lõi nhất, cô đọng nhất mà em muốn trao gửi cho quý vị khán giả là cái gì? Vậy thì em sẽ sử dụng một cái từ khóa nữa, đó là sự biết ơn. Và đây cũng là cái từ mà em rất là hay dạy các bạn học sinh, và đặc biệt là khi mà các bạn chuẩn bị hành trang cho các bạn lên đường đi du học. Biết ơn tất cả mọi thứ xảy ra với cuộc sống của mình, cho dù là nó có ngược đi với những cái kế hoạch ban đầu. Bởi vì không là kinh nghiệm thì sẽ là trải nghiệm. Cái việc lên lớp của con tương tự như vậy luôn. Cuối giờ con vẫn có một câu kết với các bạn rằng là thầy cảm ơn các con. Các con đến với mình nó đã là một cái sự biết ơn rồi. Mình vẫn chia sẻ với các bạn với một cái thông điệp rằng là cảm ơn tụi con đã là một phần thanh xuân của thầy. Và cho thầy được là người đặt thêm những viên gạch cho cái thành công của tụi con. Khi mà bạn còn biết ơn thì bạn sẽ còn hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ phải đi tìm kiếm và chắc mó đó mọi người. Nó không thể là cái gì đó mà khổng lồ. Mà muốn thấy thì bạn phải có lòng biết ơn. Một cái lời biết ơn được nói sau một cái chương trình phát sóng của Ai Cũng Có Chuyện, nó cũng không phải là lời biết ơn thảo mai. Mà thật sự là một cái lời biết ơn vì chúng tôi biết rằng là chúng tôi đang làm việc và các bạn đón nhận sản phẩm. Chính cái việc là chúng tôi tin rằng có người đang nghe làm cho những người kể ở đây hiểu rằng mình không cô đơn. Thì đó đã là một dạng phước phần
và chúng ta biết ơn nhau về điều đó là chuyện hết sức bình thường. Yeah. Và làm giáo viên thì càng phải biết ơn. Vâng. Bởi vì chúng ta học từ học trò của mình. Đúng. Không có nhìn qua cái phản chiếu của học trò, chúng ta không có cảnh tỉnh được bản thân, chúng ta không điều chỉnh được hành vi đâu. Ừ. Và cảm ơn Quang, cảm ơn rất nhiều vì em đã đồng ý xuất hiện ở đây, chia sẻ một điều mà dĩ nhiên mọi người sẽ cảm thấy là khó để kể hoặc là thôi tôi không muốn kể. Vâng. Nhưng mình tin rằng đây là một cái câu chuyện không có cá biệt. Có điều là chúng ta có thể ít được nghe nói. Và mình tin rằng đây là một cái câu chuyện mô thức để chúng ta nhìn ra những cái hành trình đi về khác nữa, chứ không chỉ là câu chuyện du học. Thực sự là một cái mối quan hệ mà mình cần phải trân quý. Tôi có đủ can đảm để quay trở về và kết nối hay không? Đó là những điều mà mình nghĩ rằng là chúng ta có thể đi tìm câu trả lời sau khi nghe câu chuyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì thời lượng của Ai Cũng Có Chuyện tuần này đến đây là tạm hết rồi. Chúng ta sẽ phải hẹn gặp nhau vào tuần sau. Và cảm ơn mọi người đã luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Bây giờ thì chúc tất cả quý vị khán giả sẽ có một giấc ngủ thật là ngon để chúng ta nạp lại năng lượng. Và qua ngày mai thì chúng ta tiếp tục một tuần làm việc đầy hiệu quả của mình. Tạm biệt.